Rất là khỏe các bạn ơi. Nào lên này, lên tạ nha, con cứ ngồi đây, bò lên tạ này. 1 2 3 4 này, để bơi. 5 này 6 này, 8 này, 9 này. Các bạn nhìn thấy view bể bơi đẹp chưa? Quá là đẹp luôn. Trời ơi, đúng là phải nói là cái view này chỉ có cả làng có thôi. Cả làng nó mỗi mình nhà mình. Đấy, cái view rất là đẹp. Trông ra xa này. Cứ buổi chiều đến là rất là sướng luôn. Đấy, hiện tại thì Sasa đang ở tầng 5 nha các bạn ơi. Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh gì nhỉ? Sasa. Hôm nay thì bố con mình đã làm xong hết cái bể bơi này rồi. Thì hôm nay bố con mình làm món kem rất là ngon này đấy. Hôm nay là bố con mình ăn kem với cả bể bơi mới tinh tinh nhá các bạn ơi. Kem chân châu này, kem đậu đỏ này và kem đậu xanh này. Đây là kem dừa và khoai môn. 3 loại, 4 loại luôn các bạn ạ. Đây các bạn ơi, loa nó hơi to một tí, loa nó hơi to hơn bố con mình nói. Thì bây giờ thì ba bố con mình sẽ ngồi xuống để ăn kem nhá. Cảm nhận cái sung sướng lạnh lạnh. Ui sướng luôn. Ngồi đây ăn luôn các bạn ơi. Anh em có thích ăn kem này đấy ạ? Kem chân châu ạ? Phiếu đăng ký dự tuyển. Mời quý vị và các bạn. Ơ. Rồi, xin mời nha. Ba bố con mình mời các bạn nha. Kem rất là ngon. Bố cảm. Ừ. Bác ăn mà. Ok là rất ngon. Ừ. Mời các bạn nha. Ngon không con? Ngồi xuống ăn nó mới sướng. Ăn. Bố bố chào các bạn cô chú nhân nè. Ừ. Ok ok. Sao con ăn đâu, pin ăn đâu hả? Từ từ đã. Wow. Món kem rất là ngon. Kem này rất là ngon luôn. Nhưng mà buổi chiều nào quay video là bị loa đài nói to hơn cả mình anh em ạ. Wow, siêu nhân. Yeah. Bơi trong giờ sao lạnh luôn. Ây à. Tính ra bộ đấy của con em ngon mốt. Bây giờ con lớn rồi. Xin mời quay kem con ơi. Nè. Đây chuẩn bị mang kem ra ngoài nhá. Kem dưa hấu. Ừ. Ừ. Ngon con. Ở đeo mũ đấy em xì. Em không cần đeo mũ. Đeo kính. À. Dơ vào đây con. Con ơi. Con cho vào đây mà dơ hết này. À vâng đi. Ừ. Đã xong một que rồi các bạn ơi. Cả cái này vào cũng một cái nữa. Cái này là làm đồ thôi, nó phải mặc con. Không cần đâu em. Không cần. Cho đó lại. Để này mới đẹp trai. Để này mới đẹp trai nhỉ con nhỉ. Này, thằng bé đang ăn này. Úi giời. Rất là ngon luôn. Ôi giời ơi. Đang ăn kem ngon mà lại đưa mẹ ăn nè. Nào bon nhanh nhanh nào. Anh Minh ăn cho em à. Để em đang ấy áo à. Ừ. Mở tay á. Mở tay á. Luôn đặt niềm tin vào sức mạnh toàn dân, cán bộ và nhân dân xã Đức Hòa, quyết tâm đồng lòng đẩy lùi Covid-19 vì sự bình yên cuộc sống hôm nay và mai sau. Thay mặt ban thường vụ Bí thư Nguyễn Đình Lâm. Ghê, vừa lấy ăn kem xong giờ lạnh quá các bạn ạ. Đã phải bỏ kem đi rồi, không dám để đây nữa, để đây không không thể ăn được. Nó lạnh. Nó lạnh run hết cả người. Quá lạnh luôn các bạn. Lạnh không? Lạnh không? Đấy. Không thể nào ấy được. Nào bây giờ thì ba bố con mình sẽ đi bùng bơi đây. Nào con ơi, nào bây giờ nhá. Đây bây giờ thì
mấy bố con mình sẽ hụp lại nhá, để cho các bạn xem ở bên dưới. À, ở bên dưới xem là đẹp như nào nhá. Ok nào. Wow. Ê, em thắng. Về lắm các bạn ơi. Quay lại. Ui hồi. Vừa ăn que kem xong. Ok. Đấy nha. 1, 2, 3. Wow. Rất là phê các bạn ạ. View ở trên này thì quá là đẹp luôn. Các bạn nhìn thấy chưa? View trên này còn hơn cả khách sạn 5 sao luôn các bạn. Đây, cho các bạn xem view. Khách sạn 5 sao là gì? Sao là núi. Đấy, núi kia. Núi kia. Đấy. Còn bên này là trước mặt là cánh đồng rất là đẹp, bao la bát ngát. Đây, kêu hàng xóm láng giềng. Đẹp chưa các bạn, nhìn thấy đẹp chưa? Này con ơi, con thấy thích không? Đấy. Rất là sướng các bạn ơi. Đấy, hai anh em nó gọi là bơi biết là cứ bùm 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 cả. Wow. Sướng chưa, phê chưa? Ôi. Rất là khỏe các bạn ơi. Wow, lên này. Lên tạ nha, con cứ ngồi đây, bỏ lên tạ này. 1 2 3 4 này, bể bơi. 5 này. 6 này. 7 này. 8 này. 9 này. Phê lắm. Con thấy phê không? Đưa đây cho các bạn xem. Phê không? Phê. Thằng bé này đứng đầu đúng không? Ok. Con cảm ơn. Này quay trống này này. Nào ra đây nào. Nào bắt đầu nào. Nào bắt đầu nhá. Cuộc xem ai được lâu nhất nhá. Nào 1, 2, 3. Cầm máy quay lên gì? Hả? Cầm máy á. Ok, nào, con đây. 1, 2, 3. Nào, nào, từng không được ấn nhá. 1, 2, 3. Con cứ bị tù. Anh quăng cua, anh quăng cua. Con chưa ấy, so
nữa này. Lại. Ok. Lại một lần nữa các bạn ạ. Trận này là vòng chung kết. Hai của con mình một đều rồi. Ok, vậy là đã là hai lần rồi ạ. À? Con thua một lần, bố thua một lần đúng không? Bây giờ là chung kết các bạn ạ. À. Ai mà thắng thì sẽ được tách tai 10 cái. 5 cái. Bố thắng, bố thích là gì? Bố thích chữ gì? Đi nhỉ? Bố thích chữ gì? Bố thích con sẽ thua tiếp bài tiếp theo. Ok. Còn nếu mà con thua, bố thua thì bố sẽ nấu cho con món. Ok nha các bạn nhé. Hướng cho con hướng. Ok nha. Ok. Để cả bộ nó phải hướng cho con. Ok. Nào. Nào nào. Con ra kia mong được sao nữa. Nhưng mà con đừng bơi lên kênh nhé. Đang ở tầng 5 nha các bạn ơi.